Chưa hề. Horses. Thì nói lại. Các bạn hỏi làm sao trên lâm sàng phân biệt được sạc và béo, cái anh gọi là béo sponsit, phân biệt với lại clot bẹt na hon ạ. Ta thấy dấu sạc và béo là dấu liệt bẫy ngoại biên. Các bạn cần học ôn lại anatomy cái nhân của 12 đôi dây kinh sọ. Đối với dây bẫy, nhân của nó nằm ở ngay rãnh hành cầu liền với các dây 3, 4, 6. Cho nên nếu mà tổn thương nhân của dây bẫy, tức là có biểu hiện đối lên đó, thì rất là nguy hiểm, tại vì đây là những cái hạch nằm ở nền. Một khi đã tổn thương nền, là tăng áp lực mạch sọ và ngưng thở rất là cao. Như vậy, đây là của ngoại biên, cho nên nó sẽ liệt cùng bên. Liệt bẫy ngoại biên là liệt cùng bên, bệnh nhân sẽ có dấu hiệu thứ nhất, đó là cái mắt của bệnh nhân nhắm không kính và hơi có dấu hiệu sụp mi. Và cái gì vậy? Cái miệng của bệnh nhân khi cười ta sẽ thấy nó sẽ khép không kính cái góc hàm, cái góc khóe môi đó ở bên liệt. Khi bệnh nhân uống nước, nước sẽ chảy ra này. Khi bệnh nhân cười, cái khuôn mặt bên đó sẽ mất đi cái trương lực của cái cơ bên đó. Và đặc biệt là bệnh nhân có rối loạn vị giác của cái lưỡi. Còn đối với clot bẹt na hon syndrome, đây là dấu hiệu tổn thương của thân thần kinh giao cảm, ta gọi là sympathetic trunk. Và trên lâm sàng bệnh nhân sẽ có dấu hiệu cũng sụp mí và cái đồng tử bên đó co nhỏ, vì lý do đây là tác động của adrenergic. Vì adrenergic cho nên cái nửa bên mặt bên đó nó sẽ bị co mặt lại, cho nên mặt bên đó nó sẽ tai tái hơn so với nửa mặt bên kia. Và cái gì nữa, vì nó co mặt và nó co luôn các cái lỗ chân lông, cho nên cái mặt bên đó nó sẽ khô, nó không có mồ hôi. Như vậy các bạn hiểu được rằng nửa cái khuôn mặt của bệnh nhân lót đẹp ra có đỡ là cho tác dụng của giao cảm vân. Chúng ta đã may mắn có được một cái video về thần kinh gặp ô tô Lumix mà Trung đã làm rồi. Và hôm đó thì nhắc lại cho các bạn nguyên cái video đó, chỉ nhớ một câu thôi, đó là sympathetic là acidic, còn parasympathetic là polyacidic. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.